Cuối năm 2021, Microsoft đã ra mắt mẫu Surface hoàn toàn mới, nhắm tới những người dùng làm các công việc nâng cao liên quan tới thiết kế đồ họa. Với thiết kế ngoại hình là một chiếc laptop truyền thống, nhưng màn hình có thể nâng lên hạ xuống ở nhiều các tư thế khác nhau để vừa viết, vừa vẽ, thì Surface Laptop Studio là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người dùng làm các công việc liên quan đến hình ảnh và video. Và sau hơn một năm sử dụng chiếc máy này thì mình cũng đủ để cảm nhận mẫu máy này có gì hấp dẫn cũng như là phù hợp với những người dùng như thế nào. Và ngay sau đây, hãy cùng mình đánh giá chi tiết về Surface Laptop Studio trong video này nhé! Về thiết kế, đầu tiên chúng ta phải khẳng định rằng Surface Laptop Studio khác hoàn toàn so với dòng Surface Book trước đây. Máy đã thay đổi rất nhiều cả về thiết kế lẫn cách thức sử dụng. Với Surface Book thì máy có thể tháo rời màn hình ra khỏi phần bàn phím docking, tức là màn hình của Surface Book có thể sử dụng độc lập như một chiếc máy tính Surface Pro vậy. Do đó mà không thể gắn CPU quá mạnh vào màn hình do giới hạn của tản nhiệt. Vậy nên Surface Laptop Studio được ra mắt với form thiết kế là một chiếc laptop truyền thống. Phần cấu hình của máy đều được đặt ở phía dưới bàn phím của máy. Vậy nên Microsoft có thể trang bị hệ thống quạt tỏa nhiệt to đùng ở ngay phía dưới phần bàn phím của máy. Đồng thời hệ thống tản nhiệt của máy được làm thành một dải khe thoát nhiệt ở hai cạnh bên. Phần tản nhiệt này cũng được làm hẹp lại so với phần bàn phím, qua đó giúp máy trông có vẻ mỏng. Nhưng thực tế là nếu xét khe tản nhiệt của máy thì máy cũng khá là dày. Toàn bộ Surface Laptop Studio rất gọn, đẹp và thời trang. Máy không có bất cứ một tem nhãn quảng cáo nào cả, ngoại trừ phần logo ở phía trước màn hình. Do phân khúc của máy hướng tới người dùng cao cấp, nên từng chi tiết nhỏ của máy cũng đều hoàn thiện rất tỉ mỉ. Thứ hai, về cổng kết nối, Surface Laptop Studio được trang bị một cổng sạc Surface Connect dạng hít 5 châm quen thuộc, hai cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 4 cho tốc độ băng thông lên tới 40 Gigabit trên giây và một cổng audio 3.5mm. Khá đáng tiếc là máy lại không có khe thẻ SD. Thứ ba là về bàn phím và touchpad, mình đánh giá cực kỳ cao về bàn phím và touchpad của Surface Laptop Studio. Về cơ chế bàn phím tương tự với dòng Surface Book, độ nảy của bàn phím này rất tốt, gõ êm, chuẩn, bàn phím cũng có LED sáng backlit. Touchpad là điểm nâng cấp mạnh của Surface Laptop Studio so với tất cả các mẫu máy Surface khác, bởi hãng đã trang bị cho máy cả một bàn di chuột có cảm ứng Force Touch tương tự như cơ chế của touchpad trên các máy MacBook vậy. Giờ đây, bạn không thể ấn touchpad theo cách thông thường. Touchpad này được tạo ra bởi một động cơ rung, cảm giác không được đồng đều trên toàn bộ bề mặt bàn di chuột. Các thao tác chạm đa điểm trên touchpad có Precision Driver vẫn rất tuyệt vời và trơn tru. Chưa kể là touchpad này cũng khá to nên di chuyển trên touchpad cực kỳ đã. 4. Màn hình. Surface Laptop Studio được trang bị màn hình 14,4 inch, có độ phân giải là 2K Plus 2400 x 1600 pixel, đạt mật độ điểm ảnh là 201 ppi. Màn hình của máy cũng đạt độ chuẩn màu sắc rất cao, độ bao phủ 100% giải màu sRGB, 78,5% giải màu Adobe RGB và 80,6% giải màu DCI P3. Thông số này là rất cao so với các máy tính khác trên thị trường và điều này giúp các nhà sáng tạo nội dung hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng Surface Laptop Studio để hoàn thành các công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp và độ chính xác màu sắc rất cao của mình. Tương tự Surface Pro 8 và Pro 9, Laptop Studio cũng được trang bị màn hình có tần số quét 120Hz. Điều này giúp các thao tác, các hình ảnh chuyển động trên màn hình của máy sẽ cho trải nghiệm mượt mà hơn đáng kể so với tần số quét 60Hz truyền thống trên các máy Surface khác. Ấn tượng về khả năng hiển thị màn hình là rất tốt, độ sáng trung bình khá cao, đạt gần 500 nits, hơn đáng kể so với 300 nits trên nhiều laptop khác. Độ sáng màn hình có thể được điều chỉnh tự động nhờ cảm biến ánh sáng xung quanh, nhờ có công nghệ hỗ trợ nội dung HDR, Dolby Vision mà các bộ phim được thể hiện trên Surface Laptop Studio rất ấn tượng. Nhờ độ sáng cao, bạn có thể sử dụng Surface Laptop Studio ngoài trời khá tốt. Góc nhìn màn hình IPS này rất rộng và bạn vẫn có thể xem video giải trí từ mọi góc độ mà không sợ bị biến dạng màu khi nhìn chéo như các màn hình phổ thông khác. Thứ năm là về loa, máy được trang bị 4 loa quạc Omnisonic với công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Cả 4 loa này đều được đặt ở phía dưới bàn phím và tỏa ra cùng khe tản nhiệt của máy. Chất âm trong, rõ ràng và âm thanh rất hay. 6 là về cấu hình. Microsoft từng công bố rằng
Surface Laptop Studio là thiết bị di động mạnh mẽ nhất mà hãng từng tung ra. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 hoặc i7 thế hệ thứ 11, RAM 16 hoặc 32GB, SSD tối đa lên đến 2TB. Phiên bản laptop Core i5 sẽ dùng GPU tích hợp Intel Iris Xe, trong khi đó bản Core i7 thì còn đi kèm một GPU rời NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Cụ thể, máy có 5 cấu hình để khách hàng lựa chọn như sau. Intel Core i5 11300H và Core i7 11370H có mức TDP 45W và chúng mạnh mẽ hơn Intel Core i7 1065G7 thế hệ thứ 10 được sử dụng trong Surface Book 3. Trong test đo hiệu suất đơn thuần của CPU với Zenbench 23 không bao gồm GPU, thiết bị đạt hiệu suất đơn nhân 1500 và đa nhân 5491, cao hơn tất cả Surface như là Pro 8, Laptop 4, Book 3 của chính Microsoft. Hiệu suất tổng thể của cả CPU và GPU khi chỉnh sửa hình ảnh và video, Surface Laptop Studio cũng tỏ ra vượt trội với kết quả 5.746 điểm, cao hơn HP Envy 14, Dell XPS 9310 và tiệm cận các dòng gaming laptop như Razer Blade 15 2021. Thật đáng tiếc khi Microsoft không sử dụng các CPU Tiger Lake H45 như Core i7 11800H. Tuy vậy, hiệu suất của Core i7 11370H là quá đủ cho các tác vụ hàng ngày và hiệu suất đơn nhân vẫn cạnh tranh với các đối thủ hiện tại từ Apple và AMD. 7. Hiệu suất GPU NVIDIA RTX 3050 Ti. Các công việc nhẹ nhàng, bao gồm phát lại video độ phân giải cao, hầu hết sẽ được xử lý bởi Iris Xe Graphics G7 tích hợp của bộ vi xử lý. Các đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti chuyên dụng với 4GB RAM được tự động hóa, kích hoạt thông qua công nghệ NVIDIA Optimus khi bạn cần thêm hiệu suất trong khi chơi game hay làm việc nặng. So với GTX 1650 Max-Q cũ của Surface Book 3, RTX 3050 Ti cung cấp hiệu suất cao hơn đáng chú ý. Hiệu suất GPU hoàn toàn ổn định trong điều kiện làm việc liên tục và bài kiểm tra Stress Test 3D Max Time Spy dễ dàng vượt qua ở mức 99,3%. Bạn có thể xem điểm benchmark của Surface Laptop Studio ở đây để thấy được sự cải tiến so với Surface Book 3 sử dụng GTX 1650 Max-Q. Với người dùng là khách hàng doanh nghiệp cũng có thể mua Surface Laptop Studio với RTX A2000 thay vì RTX 3050 Ti hỗ trợ cho các ứng dụng đồ họa kỹ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mức hiệu suất cơ bản cũng tương tự như RTX 3050 Ti. 8 là khả năng chơi game. RTX 3050 Ti đủ mạnh để chơi game Full HD 1080p mượt mà với mức FPS rất cao, trên 100 đến 200 FPS trong nhiều tựa game online như là FIFA Online 3, Liên Minh, CS:GO hay là Valorant. Với các tựa game AAA ngốn cấu hình như là The Witcher 3 thì máy vẫn có thể chơi được ở mức setting thấp, mức FPS chỉ đạt khoảng 50 đến 60 FPS đủ để chơi được. Do là máy hướng tới công việc nên sẽ không có nhiều công nghệ hỗ trợ chơi game như các mẫu laptop gaming. Vậy nên nếu dùng Surface Laptop Studio để chơi game giải trí nhẹ nhàng một chút thì cũng vẫn rất ổn. 9. Về thời lượng pin. Microsoft từng quảng cáo rằng máy có thể sử dụng liên tục đến 18 tiếng ở điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế ở đa tác vụ và bật màn hình sáng 50% thì máy có thể sử dụng liên tục từ 8 đến 9 tiếng mà thôi. Còn nếu mở độ sáng 80% và có mở loa ngoài nghe nhạc kết nối cả Bluetooth liên tục thì máy sẽ chỉ trụ được ở khoảng 6 tiếng. Máy cũng hỗ trợ ở sạc nhanh, chỉ mất 30 phút sẽ đầy gần 50% dung lượng pin và cũng chỉ mất 2 tiếng để sạc đầy máy. Ngoài cổng sạc Surface Connect, bạn có thể sử dụng củ sạc Type-C 100W để sạc thêm. 10 là camera. Surface Laptop Studio sở hữu camera hồng ngoại độ phân giải Full HD ở viền trên màn hình. Nhờ camera này mà thiết bị có thể sử dụng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello cho khả năng nhận diện nhanh chóng và đơn giản hơn hẳn so với việc sử dụng cảm biến vân tay. Độ phân giải của camera này thì cũng hứa hẹn đem tới chất lượng cuộc video call tốt hơn nhiều so với những thiết bị sử dụng camera HD trên thị trường. Tổng kết lại, nhìn chung, nhờ thiết kế độc đáo mà Surface Laptop Studio làm được tất cả những thứ mà Surface Book này, Surface Pro này, Surface Studio phải kết hợp lại với nhau mới làm được. Máy cũng có cấu hình thuộc nhóm mạnh mẽ nhất hiện nay trong dải sản phẩm nhà Microsoft. Đi cùng đó là màn hình có tần số quét cao 120Hz thời thượng và độ bao phủ màu sắc cực kỳ cao. Với những người dùng sáng tạo nội dung liên quan đến thiết kế hình ảnh và video, bên cạnh cầm một chiếc laptop có cấu hình mạnh mẽ thì chúng ta còn cần một chiếc laptop có ngoại hình đủ đẹp để tạo cảm hứng trong công việc. Và Surface Laptop Studio sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành riêng cho bạn. Đó là những gì mà mình cảm nhận sau một năm sử dụng Surface Laptop Studio. Vậy còn bạn, bạn sẽ lựa chọn option nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video cho mình biết về nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.